Chào cả nhà nha, bữa nay mình đi xịt cá nha cả nhà. Trải nghiệm thử coi có cá hay không nha cả nhà. Giờ mình đi nha. Đây. Cá lóc kiến cả nhà ơi. Được cá lóc kiến. Bắt luôn. Dạ. Ua. Được con này cả nhà. Đó, đây. Rồi, sức vớt luôn. Vớt luôn rồi nha ơi. Quay vừa quay vừa chắc. Nó gô cả nhà ơi, con quá bự rồi. Đây, gô bự đó. Cách chơi cả nhà ơi. Anh thấy là hay người đó đây. Cá lóc ở nhà ơi. Rồi, cá lóc đây, đừng con. Có túi quần luôn. Quá là khó khăn. Có rồi cả nhà ơi. Lương. Lương. Nhỏ cả nhà ơi.
cả nhà. Bông nè. Chơi cái nhà ơi. Chạy đồng nhà hết trơn mệt quá. Có lý rồi, có vàng rồng rồi các nhà ơi. Đó cả nhà ơi, cái lắp cả nhà. Đây. Chứ con không ta. Chơi tôi quá bự rồi. Lấy cái thùng lại, lấy cái thùng lại.
Chết rồi. Chết cá cả nhà ơi, mà không biết chết cá gì. Có chết không nữa. Giật cả giật luôn. Kỳ quá. Đây rồi. Kỳ á. Đây đây. Cái lóc ở nhà ơi. Hèn chi. Đây. Đây quay đó đây. Đó. Nó thử vô. Đó ra. Mò cái cá bự lắm cả nhà, thử hướng. Có dính gì không? Luôn ở nhà ơi. Cá bự ghê. Tiêu. Miếng ớt cả nhà. Miếng ớt đây. Thank you.
cá gì nó ụp nước cả nhà ơi. Lên lội xuống mò nữa coi. Quá quá. Rồi chút quất nữa cả nhà ơi. Ôi. Quá mệt, đúng là cái nghề đi xiệt này mệt lắm cả nhà. Thật sự luôn á, mệt. Qua luôn. Thank you.